Hello, chào mừng các bạn đến với tựa game Real City. Mình là Sunita đây, và hôm nay là ngày cuối của sự kiện rồi các bạn ạ. Và nó bán cái offer kìa, 60 game cho một cái rương các bạn ạ. Rương lần này khá rẻ các bạn nhỉ. Mỗi lần đua Harris mình cảm thấy cái rương đều khá rẻ các bạn. Và hiện tại thì ở đây thì mình lên được lab 29 nút 5 rồi các bạn ơi. 29 nút 5, hôm nay sẽ gió đúng không? Sẽ gió có Sinful này. Mà vỡ tập này thì chắc là mình sẽ lên lab 30 luôn nhỉ. Lab 30 cũng như là lấy quà luôn, lấy 220 up của con rồng Harris đúng không bạn. Ở đây item food thì chắc là thu full được rồi các bạn. Đợi cũng khá là lâu rồi. Rồi lấy item nha. Ok, bây giờ đi đập rương nè. Đây, hiện tại nick này thì mình có được là 76 trên 80 các bạn, tức là thiếu 4. Thiếu 4 ở đây nếu mình mở được một lần 5 luôn thì ngon. Đấy các bạn, mở nha. Rồi được một lần ba các bạn. Vậy thì cái này mình phải mua hai lần rương. Ok, lần này tốn 120 game để đổi được vừa tròn luôn các bạn nha. Đây, 120 game đổi được móc cuối cùng là 220 Job Corp Harris. Ok, đây mỗi sự kiện Harris mà ra như thế này thì quá ngon luôn các bạn ạ. Đấy, và anh em thì ai ai cũng có rất là nhiều người đầu tư vào lấy được các bạn ạ. Sự kiện này chơi quá dễ luôn mà. Kiện này lấy full rương với cộng nhân phẩm vào một tí là lấy thoải mái các bạn ạ. Lấy item thoải mái thôi. Rồi, đây vẫn còn đang trong quá trình xây dựng Habitat Bua các bạn ạ. Shop Habitat Bua nha. Rồi, các bạn đợi xíu mình thu item cho nó xong luôn rồi mình sẽ quay vòng quay nha. Quay vòng quay cho cái item file. Item móng vuốt các bạn ạ. Móng vuốt còn thiếu khá là nhiều, hoặc là mình có thể đợi. Mình có thể đợi các bạn ạ, tại vì thời gian còn khá là nhiều, thời gian còn tới hai mấy tiếng lận. Còn 21 tiếng lận các bạn, nên thoải mái. Sự kiện đua Harris giờ đua nói chung là trứng lại được rồi, không cần phải đi quá nhanh đâu. Rồi, ở hạt này mua rương thì mình cũng quay hạt chính mua rương nha các bạn. Mình sẽ quay hạt chính mua rương. Bên hạt chính thì ít ít item hơn bên này các bạn. Bên hạt chính của mình có 68 hay sao, 68 mà bạn, thiếu khá là nhiều luôn đấy. Bên hạt chính chắc là sẽ tốn khá là nhiều nhiều game để mua rương này. Rồi, mình quay hạt chính đi nè. Thu mới item rồi. Rồi ban nhạc chính thì qua khá đơn giản các bạn, và cũng dùng phần mềm base thôi. Mình chơi một lần hai acc trên máy các bạn, một cái bên không gian ảo là acc chính, còn một cái bên bên kia là ở ngoài, không phải ở không gian ảo. Rồi, đây là cách mình chơi hai acc nha các bạn. Cái này bạn nào muốn chơi hạt như mình thì bạn có thể xem lại cái tập và cách lập nick Dragon City. Ở tập đó thì mình có chỉ cho bạn cách tải phần mềm này. Và các bạn tải phần mềm thì thay vì các bạn không lập nick thì các bạn có thể vào game và các bạn dường như là đăng nhập Facebook á, và login cái nick bạn vào, nếu bạn có hai nick. Rồi ok, đã vô hạt chính. Bên nạc chính thì mình mới lên được lab 11 thôi các bạn, lab 11 thôi. Rồi mình cho các bạn xem. Lần này thì về cái top 1 thì hơi căng các bạn. Lab 11 lại ba người lab 11 các bạn, và bên top 1 này hơi căng. Nói chung mình bên này cũng sẽ canh tình hình. Đấy các bạn, top 2 sát nút mình kìa các bạn, sát nút mà mình trên xíu rồi. Là cái này mình sẽ từ từ tiếp tục đua thôi các bạn ơi. Nó lên cho nó đảm bảo cái vị thế xíu. Rồi đi 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 về thôi tem. Rồi ở đây là đấy các bạn, 68 trên 80. Bây giờ đi đập rương nha. Hạt này không biết đập bao nhiêu rương đây.
Rồi, cùng đếm nha bạn. 1 rương x2 là 70 ạ. À. Này có thông báo cái mình quen mình thu item trái cây cũng khá là lời các bạn, vừa đua vừa chơi. Tắt. Rồi, rương thứ hai. X2 thiếu 8. Rương thứ ba. X3 thiếu 5. Rương này ra x5 luôn là ngon lắm các bạn. Rồi rương thứ tư x2. Rương thứ năm x5. Ok các bạn, hoàn thành. Vậy thì mình tốn 300 game. Tốn thêm 300 game 6 rương, 300 game cho 5 rương, 60 game 1 rương để lấy được 220 shop co-op của Harris, quá ngon luôn các bạn ơi. Đây, lượm. Đấy. À. Và thông báo các bạn luôn, bên đặc chính của mình thì item khá là ngon nha. Item này để giành được 1.900 rồi nha các bạn. Token Job Corp Legend 1.900 và Job Corp Heroist thì 1.001. Đấy. Và sự kiện để giành dần dần thôi, sắp đến 2.000 thì mình sẽ nâng được một con nào đó lên 5 sao, quá là ngon luôn các bạn ơi. Rồi bên đặc thuê thì sẽ lấy item về. Bên đặc thuê mà từ từ tre được. Bên đó mình đang tích ống nghiệm trong các cái nhiệm vụ các bạn, đang tích ống nghiệm để tre và chính. Chung là đầu tư thuê thuê không phải kiếm lại chút lời. 50/56 này, đợi hơi lâu nè anh em. Rồi bây giờ mình sẽ kết khúc nha, chờ hoàn thành 56 item thì mình sẽ quay vòng quay luôn. Sẽ đặt này cũng nhiều game các bạn, khỏi phân công phải chờ đợi cho nó lâu. Rồi ok các bạn, mình đã thu được full item food rồi. Bây giờ đến là item móng vuốt nha các bạn. Thì ở đây sẽ có một cái lượt quay free luôn nè. Ok, mình sẽ quay free một cái nha. Nhưng mà để thử ra gì đây. Ra cộng 1 các bạn à. Ok. Rồi, một lượt free cộng 1. Và ở đây chắc là sẽ quay không biết bao nhiêu game nữa nha. Mình nghĩ tầm 60. 60 game là vừa, 3 lần quay. Rồi, 1. Một lần này. Lần 2. Xém dính, nấu dính cái kia là ngon luôn các bạn. Lần 2 nè. Rồi, nó bây giờ muốn lần 3 thì phải là ra x5 luôn là tròn các bạn. Nó muốn lần 3 60 game là phải ra x5 luôn. X5 đi người nè em ơi. X5 quá hợp lý luôn các bạn ơi. Rồi, ok, xong. Lên. Rồi, mình đã hoàn thành được lab 30 rồi các bạn. Lấy qua nào. Rồi, được 50 Job Corp Heroic, 100 Job Corp Legend, 200 game. Bên này sẽ là 7 triệu phút các bạn ạ. Và cái này là cái phần quà đáng giá này. 30 ống nghiệm Heroic, 30 ống nghiệm Legend và 1.000 Rebel Token. Nhờ, ok, vậy xem như Heroic kết thúc các bạn. Nhờ có đua thêm lên lắp trên nữa thì cũng không lấy được phần quà thêm các bạn ạ. Nói chung là hết quà rồi. Ai có điều kiện thích lên thì muốn lên bao nhiêu lên các bạn. Cái này thì không có giới hạn về lab. Vấn đề là các cái trang thông tin của Liên Hồi Bút ấy, thì nó không có thông tin của lab 30 các bạn. Rồi ở đây thì ấy Job Corp Legend hiện tại đã giành được 400 và Job Corp Hack được 600 nha các bạn. Còn đến với phần tre. Phần tre thì ở đây phần Empower. Ở đây phần shop op trị đâu đây. Rồi đối với phần trao đồ op thì ở đây có 154 ống nghiệm, tương ứng với chia 2 ra là đổi được 75 lần. 75 mà nhân 6 lên 7642 mới được tạo đổi tầm được 420 op thôi các bạn, mới tầm 420 op thôi, cũng còn khá là ít. Nói chung là bên nick mình thì hiện tại còn 200 ống thì cái bên này muốn đổi thì phải là gấp đôi ống lên các bạn. Này.
Bên nạc thuê muốn muốn treo về chính thì nó phải có gấp đôi ống nạc này, tại vì bên nó sẽ là cái bên mà chịu ống các bạn, chịu ống. Và muốn chịu ống thì bên nó mình sẽ cày sự kiện để lấy thêm càng nhiều ống càng tốt các bạn để treo. Này, treo bên mình đây là 234 ống, tương ứng với một lần treo là sẽ mất một ống. Với 230 thì 6 lần 3 18, 6 lần 2 12, 1380, 1380 op legend các bạn. Đối với up legend thì mình có thể tre được 1380. 1380. 1380 là 4 sao rồi các bạn. 4 sao rồi. Bù thêm bao nhiêu job cop nhỉ? Bù thêm 800 job cop nữa là một con rồng 5 sao quá ngon. Ada trang Dixlab vừa ra cái ứng dụng mới các bạn ạ, đó là về phần quest và thông tin quest cho các bạn. Bên thông tin quest thì các bạn nói chung là nếu bạn quan tâm thì các bạn có thể theo cái đường link là dixlab.com/quest nha bạn. Đây, dixlab.com/quest, và nhờ cái thông tin này thì mình biết được là sắp đến là ngày 20 20 mấy tháng mấy nhỉ? Ngày bao nhiêu nhỉ? Để mình nhớ qua. Bây giờ vào để xem luôn cho nó chắc cho rồi. Bây giờ không nhớ các bạn. Đây, sắp đến là ngày 23 tháng 8, tức là ngày mai thì chúng ta sẽ có một cái quest về Heroic Combat. À, để lên hình em đẹp chưa, quá dữ rồi. Này, ở hai cái quest này nhắn vào quest xem này. À, đó là thông tin quest anh em ạ. Này, yêu cầu rồng là ba con này nè, level 15, level 15, level 20. Rồi, để các đây là các trận đánh nha bạn. Đây là trận đánh đầu tiên các bạn sẽ đánh với những con rồng này. Thông tin đều nằm trong đây hết các bạn có thể lên đây theo dõi nha. Rồi tổng cộng thì chúng ta xem một cái móc trên này này. Như mình nhắn nhầm strongman rồi. Ui. Cái này để dọc coi nó mới mới sướng các bạn, cái này để ngang các bạn coi nó hơi 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 khó rồi. Ta vào lại trang, vào lại xem lại lần nữa này. Nãy giờ mình vuốt nhắn vào con Strongman á, nó nhảy sang item của nó các bạn. Giờ xem bề ngoài trước, chưa xem thông tin. Chúng ta biết được là ngày 23 tháng 8 ấy, sẽ là cả quest của Heroic ra, tức là ngày mai kết thúc của đội quest ngay các bạn. Và sau đó các bạn để ý là ngày 27 tháng 8 là ra quest của Titan, ra quest của Corrupted Titan. Tức là dựa theo thông tin này thì chúng ta biết chắc được rằng là ngày 27 tháng 8 này sẽ bán con Corrupted Metal, hoặc Corrupted Metal đấy. Rồi và các quest sau là quest của Runner, quest của Mazecon, quest của Towercon, quest của Mover đấy, Bub Zitle. Nói chung là có rất là nhiều quest các bạn, nhưng mình nghĩ thông tin quan trọng nhất là vẫn là thông tin này. Bên này thì mình sẽ nói AD thêm một số thông tin như là đây quest 2 sao các bạn. S1 đây, trận đầu tiên dựa vào này thì chúng ta biết được trận đầu tiên các bạn sẽ được cộng 40 orb của con Strongman. Trận thứ hai thì sẽ được là Sinbad. Này, các cái phần quà nữa các bạn. Trận thứ hai sẽ là của Sinbad và trận thứ ba Strongman, tương tự cho đến cuối cùng. Chắc là những tin nhiều chưa, những tin nhiều chưa. Rồi cuối cùng là ốp của con Heroic 2 Camouflage. Rồi ok, rồi sẵn BR luôn các bạn, sẵn quảng cáo luôn. Rồi ok, và bây giờ đi về nick thôi, về nick kia các bạn. Nick này thì từ từ đua Heroic sau, bây giờ chủ yếu là chơi bên nick này, chơi bên nick này. Rồi bây giờ thì sẵn tiện mình sẽ cho một con rồng ăn lên level 70 luôn nha các bạn. Mỗi tập là mỗi con. Rồi ở đây thì mình sẽ cho con Heroic. Con Heroic kia đâu nhỉ? Con hai White Twin đâu nhỉ? Silly là không phải rồi. Hay nó ở đảo Primal ta? À, đây 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 đây, đảo Primal các bạn. Đây. Đây, hai Winter. Ok. Tập này thì mình sẽ nâng con này lên level 70 nha. Để chúng ta đi đánh đấu trường ánh sáng các bạn ạ. À, răng ánh sáng, cầm rồng vào khét lẹt đội hình răng dưới. Ok, đi combat nào. 58
5, 9, 60. Hiện tại phút thì mình chưa làm các bạn ạ. À. Chưa cho rồng ăn nữa. Toàn rồng level 1 không ạ. À. Mới cho vài con lên level 30 các bạn. Nói chung là giờ cũng cho dần dần thôi. Cho dần dần các bạn. Khá là bằng. Không có rảnh. Nhờ 6, 8, 6, 9, 70. Ok. Em này. 70. Rồi các bạn có tên nào đẹp đẹp đặt trong này nha. Các bạn có gì comment dưới nha. Rồi, ok, đi combat nào. Arena các bạn, anh hiếp mấy anh nhỏ. Rồi, con hát đẹp nhất, con 2 con mét giấu cũng được. 2 con mét muốn sau. Level 70. Vào anh hiếp rank đầu thấp thấp dưới các bạn. Wow, 300.000 máu các bạn, 309.000 máu. Đem thường hiện tại rank B cộng, đem tay là bao nhiêu? 83k các bạn, 83k đam. Mạng yếu à. Rồi rồi, được rồi các bạn. Rồi, tiếp. Nhìn vàng hát, đúng máu khủng các bạn ạ. Đúng là heroic. Heroic các khác sau này nếu mà lên rank nào mà cầm được bang heroic thì ngon luôn các bạn. Hiện tại thằng này các bà con ơi, nếu mà rank ánh sáng thì mình nghĩ cầm được hai con này với con 2 con mét. Còn đối với rank khác thì chưa biết, tại con kia nó có hệ khác các bạn. Nhưng ba con heroic này thì mình xây dựng cũng dựa vào hệ các bạn. Một con là hệ bua, một con bua này, một con primo và một con legend. Điều đó là điều mình nhắm tới các bạn. Còn về sau thì mình ở ạc này thì về sau thì mình sẽ lên con 2 corrupted chao các bạn. Còn đi sing off, nếu sing off được corrupted legend thì ngon, mà khả năng cái đó thì không có, khả năng corrupted legend là không có rồi các bạn ơi. Là về phần corrupted chao á thì đợi đến corrupted metal mở thì mình sẽ mua mặt chính các bạn, mua mặt chính và tre về mặt này. Vì mục đích mình cũng là tre off hexer bên mặt này về mà. Nên sẽ là tre về sẵn tiện là đổi luôn cái kia, đổi luôn off corrupted metal. Và sau này thì đổi tiếp con off của con corrupted primal nữa. Và cuối cùng thì khi đủ bộ thì nó sẽ tự nhận được con corrupted chao. Và sẽ nâng corrupted chao lên 5 sao ở hạt này. Rồi tương tự cho Divine Bass. Đối với Divine Bass ở hạt này mình sẽ mua các bạn, mua thẳng luôn. Tại vì không có tre. Divine Bass thì phần quà cũng khá là ngon các bạn, nên là mua thẳng luôn. Với lại là mình nghĩ đồn là sắp đến Divine Bass, tại sẽ có Habit Start Divine Bass ở trong đó luôn các bạn. Nghĩ đồn thôi, còn chưa thực sự là chưa biết như thế nào. Nếu mà nó có cái Habit Start trong đó thì mình khuyến các bạn nên đầu tư các bạn, nên đầu tư. Rồi, trận cuối. Rồi, ok. Và video đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt các bạn nha. Mấy hôm nay ba rồi chưa live stream các bạn. Rồi, cái gì hôm nào rảnh, chắc là tối mai, tối mốt gì đó mình rảnh thì mình sẽ live stream nha. Tối nay hùng sư tỷ hỏi mà nhắn tin sư tỷ là bảo tối nay mà live stream mà giờ chưa live. Giờ là video là giờ tới 8 giờ rồi, chắc không live stream được các bạn ạ. Rồi, và video này là kết thúc. Chào tạm biệt các bạn nha.